Hello, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại với cho mình nha. Mình là trưởng sở tá đây, ok. Thì trước hết là mình chúc toàn thể anh em có một ngày mới vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi cô nàng Violet với bộ trang phục tiệc bãi biển, trông rất là mát mẻ, tươi trẻ và mang đầy cá tính em ơi. Và đồ đi rừng cô này tất tật đặt mình sẽ để bên dưới clip. Có nhiều anh em bảo là lên đồ sao cho mạnh thì đây, đấy. Anh em thấy dưới rồi, đó, đây là một bộ trang bị rất là mạnh rồi. Đó, nếu mà anh em biết giữ khoảng cách và biết cách bắn. Và anh em thấy rồi, bộ trang phục này rất là đẹp, bắn ra rất là nhiều nước, khổ lắm cơ. Anh em nào mà chết nóng thì có thể đến với lại cô làng Violet này để cố xịt nước cho, nó tắm mát tiện thể. Tôi lần đối đầu với lại The Flash đầu điện 500V nhé anh em. Ok, chiến cơm đầu ngay. Còn bên FB thì có Aoma với lại Joker. Bên đường top thì có bạn Arthur nhé bạn. Nói chung là đội hình team mình ngày hôm nay rất là chắc. Đó, để mà đi đấu hạng. Đó, trận đấu này đấu hạng thì chắc chắn là sẽ thắng rồi. Quá là ngon rồi anh em ạ. Mình sẽ farm xong con bùa đỏ này thì mình sẽ lên đường đường FB nhá. Mình đáo ganh luôn. Cũng như mình ghi nính. Đó, đẩy cao quái mình lấy luôn cái trụ. Bởi vì mục tiêu đầu tiên, cái trụ nó rất là quan trọng. Nếu mà lấy được thì anh em sẽ được rất là nhiều vàng, kinh nghiệm. Đấy, tội gì mà không lấy anh em ơi. Ok, mình sẽ cùng anh em ở đây lấy trụ. Đấy. Đấy, không để ý tem bạn nhá. Đó, tiếp tục ở đây lấy trụ. Rồi, không có tem, không có ai ở đây luôn. Bảo kê cái trụ này thì mất trụ rồi. Rồi, rồi, rồi. Như vậy Arum, đó, linh thú đã ra. Và kể cả là búp tơ sở chim đang mon men nơi đây anh em ạ. Thôi mình sẽ từ từ, đấy. Cầm khẩu súng to đùng, đó, từ từ bắn, đó, từng phát một. Lộn từng phát một, múa tung tăng. Đó, anh em thấy chưa? Rồi rồi, như vậy là búp tơ sờ chim bay vào. Và như vậy là, đó, chói à, ulti này rồi, có ngay một mạng anh em ơi. Mạng đầu ngon ngọt bổ đẻ mút chụt chụt cho mình rồi. Và mình đang được bắn, mình bắn rất là nhiều. Từ từ bạn ơi, đó, cứ từ từ mình nộn. Đó, mỗi phát nộn của mình hiện tại là cũng rất là thốn. Kể cả cấp đầu nhá, cũng như cấp cuối. Nếu mà anh em biết giữ khoảng cách, biết cách bắn giờ vị tướng này thì nó rất là khỏe đấy. Mình không nói điêu đâu, rất là khỏe. Còn những anh em nào bảo là Violet mùa này phế thì anh em xem lại, lúc nào cũng mạnh nhá. Rồi rồi rồi, trời ơi, tu lần quá sai rồi anh em ơi. Một pha gọi là không để ý đến tự mình cũng như bạn tu lần quá ảo tưởng ấy, sấp mặt rồi. Thôi mình sẽ trở về khu vực bùa bậm của mình. Mình farm rất là bình tĩnh thôi nha anh em, khổ lắm cơ. Đấy, mùa này thì việc pick Violet cũng rất là nhiều. Cho nên những anh em nào bảo Violet phế thì chắc là anh em chưa biết đánh, cũng như chưa sử dụng hết sức mạnh của cô làng này. Thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng một phần nào lột tả được cô làng, đó, mạnh mẽ, khỏe cả tính. Ok, đấy, hiện tại mình cấp 6 rồi. Và như vậy là, trời ơi, hai thí sinh bên kia còn một chớm máu thôi. Ngon quá anh em ơi. Đó, đóng gạch thần trưởng đến từ Arthur và có ngay một mạng. Bạn đầu điện 500V đã nằm úp mặt xuống đất rồi. Rồi, booster sở chim. Đó, booster sở chim mới ăn được cái bồ xanh em ạ. Và hiện tại là chắc chắn là đang ăn con bồ xanh các bạn. Đấy, đấy, mình sẽ vào mình cướp rồi luôn. Cướp được rồi, cướp thé thành công. Và như vậy là chơi luôn này. Mình là mình sợ bạn quá cơ. Một bắn này chết luôn. Đó, hạ ngay được một mạng nha anh em. Mình tin chắc là booster sở chim sau cái pha đấy là chắc là tức ói máu ra rồi. Đó, cứ là ganh bị cướp như vậy thì thôi, chỉ có AFK. Đấy. Ok, thì mình sẽ lại quay trở lại mid này, farm lính. Anh em chú ý nhá, xanh nhưng mà anh em vẫn phải farm. Farm để gọi là khi nào mắc đồ thì anh em mới không farm nữa. Rồi, đầu điện 500V đang quay ulti. Và như vậy là đã trở về được rồi. Đấy, mình sẽ... Anh em chú ý là Arum ulti thì anh em chờ một lát thì anh em mới lộn, mới bắn nhá. Không là tu lần cái pha đấy là của mình là chết đấy. Rồi, như vậy là booster sờ chim bạn làm cái gì vậy? Bạn hơi bị ảo tưởng rồi. Đó, đang rất là cay cú với mình rồi luôn. Như vậy là The Flash bay vào mình cái là mình bị ăn bắn chết luôn anh em ạ. Rồi rồi rồi, như vậy là booster fly. Trời, booster sờ chim cong đít thì bạn ơi, chuyển tuốt ngay cho mình. Đấy, như vậy là tầm này 5-0 rồi. Thì đánh đấm cái gì nữa? Anh em thấy chưa? Đấy, biết giữ khoảng cách cũng như biết bắn, đó, biết bắn những cái nạn nhân nào, đó, ít máu, bắn. Thì đó là sức mạnh của cô làng này. Chứ chơi cô làng này không phải là phong cách hổ báo nhá anh em. Đó, hổ báo là không có, không thể chấp nhận được đâu. Đó, hổ báo là chỉ có sấp mặt thôi. Hổ báo nhưng mà anh em phải giữ khoảng cách thôi. Chứ không phải là cứ lao vào. Đó, cứ như kiểu sát thủ anh em ạ, áp sát và bắn thì thôi đấy. Rồi,
mình sẽ tiếp tục làm gì đây? Quay trở về ăn con blue nhé anh em. Mỗi phát lộn là một lần cười anh em ạ. Đó, con vịt cười rất là đẹp luôn. Khổ lắm. Ok. Tại buổi sáng rồi cho nên mình cũng không dám nói to anh em ạ. Cứ từ từ thôi. Ok. Đó, mỗi phát bắn chay rất là đau chứ. 618 dam. Và như vậy là Arum bên kia đang bắt nạt Ryoma team mình. Ôi, vừa nói khỏi mồm mà Ryoma đứng trong chỗ mà vẫn sấp mặt anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ sang mình ganh này. Đấy, từ từ. Đây, lộn ganh này. Rồi như vậy là Arum bạn chạy đi đâu? Có mà bạn chạy lên đảo cái pha này nhá. Rồi luôn. Ó, lên đảo hoang cùng với Robinson rồi. Khổ lắm cơ. Ó, cứ thích gọi là bị cái cô làng này cố bán anh em ạ. Không thèm chạy về luôn. Hiện tại rất là xanh rồi, 5-0 rồi. Đó. Mình sẽ cố gắng lấy thêm độ tầm vài mạng nữa anh em ạ. Bởi vì cô làng này cứ gọi là càng về lết bắn càng đau. Đấy, cho nên việc anh em lấy nợ thế từ ban đầu thì thôi, nó quá là tuyệt vời rồi. Đấy, mình không thấy bạn Butterfly nữa đâu nhỉ. Có khi nào bạn AFK chăng? Khổ lắm ý các bạn. Đó, mới sáng ngày ra. Chứ chi mà bắn nắp bét đít mấy bạn ra rồi, khổ lắm cơ. Đó, mình sẽ lấy đi con rồng nhé anh em. Lấy con rồng lộn cái đã. Rồi, như vậy là giờ flash. Cái tầm này thì thôi, vài bắn là lên bảng anh em ạ. Rồi, làm sao đây? Rồi, chói ulti mình nhưng mà có thốn đâu. Khổ lắm cơ. Rồi, choáng đi bạn ơi, hay lắm. Một lộ nữa. Rồi, bạn chạy đi đâu? Có chạy được không? Không kịp chạy rồi, bị dốc cơ bắn cho rồi. Đó. Hiện tại team mình đang rất là xanh anh em ạ. 12 chết 5. Mình có công 5 mạng và hỗ trợ 3 mạng. Quá là tuyệt vời rồi. Rồi. Như vậy là tầm này Zom mà solo bắn với mình. Đó, né luôn. Làm sao mà bắn được mình rồi. Như vậy là sờ cút. Đó, múa may quay cuồng. Và như vậy là lên bảng bạn ơi. Double kill. Quá là ngon anh em ơi. Ngon ngon bổ rẻ mút chùn chụt chứ gì nữa. 7-0 rồi. Cái này chắc là team bạn sẽ đầu hàng sớm thôi anh em ạ. Một trận đấu hạng rank bạch kim. Hiện tại rank bạch kim với lại kim cương cũng rất là cao rồi. Bởi vì đầu mùa mà anh em, mình cũng lười neo rank. Hôm nay thì có một bạn kêu mình bảo chơi con này neo rank, mình cũng mang vào. Đấy. Con này thì mình đánh giá đây rồi, rất là mạnh nhá, không phải yếu đâu. Rồi, như vậy là có một pha xử nhẹ đến bạn Scoot đó. Chắc là bạn Butterfly AFK rồi. Đấy, bị cướp với lại bị đánh như thế vậy chả AFK. Rồi làm sao? Đó, cứ đứng ở ngoài mà bắn thôi anh em ạ. Chơi vị tướng này thì cái tầm này thì thôi một nộn một mạng anh em ơi. Đó, bắn này, úi dồi ôi. Đấy, tuy rằng là cái khẩu súng của cô làng này sử dụng ngày hôm nay là khẩu súng đồ chơi, đó, khẩu súng nước. Nhưng mà một mộn là một mạng. Đó, này thì, ó, giờ flash bởi ulti này anh em ơi. Một bắn này, úi dồi ôi, 1.700 dam. Bảo sao mà không phế, bảo sao mà không phê đi. Đó, một ulti chết luôn. Một bắn này bạn ơi. 8-0 rồi. Các bạn có đầu hàng không đây? Đấy. Thì anh em có thể áp dụng cái lối trang bị này nhá. Và nếu thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký cũng như một chia sẻ nhá. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mỗi một lượt đăng ký của bạn tức là một động lực tạo cho mình. Đấy, rồi một bán chết luôn. Tạo động lực cho mình ra những clip hay hơn. Đó, đặc sắc hơn. Đó. Rồi về thôi các bạn ơi. Đừng kết thúc sớm. Kiếm rồi tầm chục mạng cho nó tròn cái nữa nhở. Đấy. Ok. Rồi luôn. Đó, bắn rất là đau anh em ạ. Rồi. Zom ơi. Úi xổi ôi, lộn chết luôn anh em ạ. 11-0 rồi. Bắn đi. Rồi luôn. Đó, tù lần sử dụng ulti vào chết luôn. Và có khi là clip của mình đấy kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Mặc dù nó hơi ngắn nhưng mà anh em có thể thấy rồi, nó đã nổ tả hết được sức mạnh của vị tướng này. Đó. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Bye bye anh em. Tôi yêu tất cả các bạn. Bye bye.